Rồi, đây là ba cái quả smoke cần để mình đánh vào size A ha. Thì trường sẽ trình bày theo thứ tự từ dễ đến khó. Thì cái quả đầu tiên là cái quả CT, là cái quả dễ nhất, là mình cứ đi vào cái hàng rào này. Cái đó là bạn thấy đây có cái máy hiên hay gì đó nó chìa ra trước khi nó đụng bức tường ha. Nghĩa là mình canh đâu đó khoảng giữa cái máy hiên với cái bức tường. Rồi, canh đúng thôi. Thì cái quả này nó sẽ che thì thằng ọp nó muốn né bắn được thì nó phải leo lên tới đây, thì lúc này nó lộ hết rồi. Rồi cái quả tiếp theo là cái quả dùng để che jungle với connect thì phải lên đây ha, phải lên đây. Cái đó là mình dòm vào cái cột duy nhất nè, hai bên này là mấy cái cột lép, có cột này cột dày thôi, nên cột này ha, đứng giữa cái cột này. Và ở đây bạn để ý là đây có cái chấm màu đen nè, chấm màu đen ha, mình canh cái khoảng trung bình từ cái chấm màu đen đến đây, ở đây nè. Đó, mình ngắm bình thường thôi. Cái quả này nó sẽ che kín được jungle với connect ha. Đứng đây zoom lên cũng không thấy được ba led đó. Ok, còn cái quả cuối cùng là cái quả khó nhất, đó là quả che stair. Che stair thì mình đi tới cái cột này phía bên phải của cái cửa giả này ha. Rồi mình dòm lên đây. Ở đây thì nó có một cái gọi là cái góc từ chuyển diện ha, từ phía này là phía lên trên, này là phía mặt dưới, thì mình góc ngay canh ngay đây ha. Rồi mình nhảy lên. Thì cái quả này nó sẽ che được stair. Đó là ba quả mình dùng để đánh vào xe ha bà con.